Rồi, hello, xin chào các anh chị nhà đầu tư nha. Chào mừng quý anh chị nhà đầu tư đến với lại video nhìn thị trường sau giờ khớp lệnh nha anh chị, vào ngày thứ ba, thứ năm và chủ nhật hàng tuần ha. Thì hôm nay là ngày thứ ba, đến hẹn lại lên thì chúng ta lại có một cái video để cùng nhau thảo luận xem coi VN Index của chúng ta trong giai đoạn ngày mai sẽ như thế nào. Ha chị, và đặc biệt là trong tuần sau, trong tuần này luôn, thị trường của chúng ta sẽ diễn biến ra sao nhé. Trên cái thumbnail thì anh chị cũng thấy rồi đúng không? Rất rõ ràng là video này sẽ dành cho những anh chị em nhà đầu tư nào đang cầm hàng, đã mua hàng và đang sắp sửa ngày mai mới muốn vào hàng nha. Còn các anh em nào muốn thị trường sập hoặc là đang full tiền thì có thể là tham khảo hoặc có thể là bỏ qua video này để tránh có sự đối lập nhau nha anh chị. Rồi, chào mừng anh chị đến với video ngày hôm nay ha. Đầu tiên thì hy vọng là anh chị xem video này có thể để lại một cái lượt like, lượt comment, hoặc là nếu như ai chưa đăng ký kênh thì để lại nút đăng ký kênh để cho chúng ta có thể là đồng hành với nhau sâu và dài và lâu hơn nữa anh chị ha. Ngoài những livestream vào buổi sáng thì buổi tối chúng ta cũng sẽ có một vài những nhận định thị trường của các anh em, để nếu như thị trường đang có những cái biến động sắp tới tụi em sẽ cố gắng cập nhật cho anh chị sát nhất có thể nhé. Thì trong video này nội dung sẽ là thị trường sẽ hồi mạnh đúng không? Ai sẽ lì hơn ai, thì lý do tại sao? Hôm nay em sẽ đưa ra hai lý do chính để chúng ta có thể là bám víu vào hai lý do này để chúng ta thấy được thị trường của chúng ta sẽ có khả năng nó hồi mạnh. Lý do thứ nhất đó là về sự nhận định và cái nhìn chung về thị trường của chúng ta và các nhóm ngành. Lý do thứ hai sẽ nhìn trên bề nổi của cái sự phân tích kỹ thuật mà trong quá khứ của chúng ta đã có những giai đoạn giống như thế này, thì ngày mai thị trường của chúng ta sẽ diễn biến như thế nào. Thì như anh chị cũng biết rồi, tại sao thị trường của chúng ta trong giai đoạn ngày hôm nay nó thanh khoản, nó sụt giảm, và giảm cũng không giảm mà tăng cũng không tăng. Cái lý do mà đa số mọi người đang nghĩ đến đó là việc bầu cử ngày mai của bên Mỹ đúng không? Có nghĩa là mọi người vẫn đang lo sợ nếu như thị trường Mỹ nó có một cái gì đó mà nó bất ổn, hoặc là nó không nghiêng về cái xu hướng cho thị trường chứng khoán Mỹ nó tăng mạnh mà nó quay ngược lại nó giảm mạnh, thì khi đó thị trường của chúng ta sẽ phần nào bị ảnh hưởng ha, thậm chí cả thị trường châu Á luôn. Tuy nhiên thì góc nhìn của anh em trong giai đoạn ngắn hạn á, thì cái vấn đề là thị trường bên Mỹ nếu như mà nó có biến động tăng mạnh thì của chúng ta cũng sẽ có những nhịp hồi mạnh. Vậy thì nếu như thị trường của Mỹ nó giảm mạnh thì thị trường của chúng ta nó có giảm mạnh hay không? Đó là cái yếu tố đúng không? Vậy thì chúng ta đi vào video ngày hôm nay để xem thử coi góc nhìn phân tích kỹ thuật, và nếu như thị trường của Mỹ nó giảm mạnh thì thị trường chúng ta sẽ như thế nào. Còn nếu như thị trường của Mỹ nó tăng mạnh thì đúng như mà về tới đây hỗ trợ mạnh rồi, chỉ cần có một cú hích của thị trường tài chính toàn cầu thôi là thị trường của chúng ta sẽ có những nhịp bật thôi. Cái đó chỉ điều hiển nhiên rồi ha. Rồi ha, không làm mất nhiều thời gian của mọi người nữa. Ai liền ai sẽ hồi mạnh nha. Thì nội dung chính của video ngày hôm nay sẽ có một vài các cổ phiếu cho anh chị quan tâm. Đặc biệt là sáng ngày mai trên livestream của Ichimoku Club sẽ có một vài các cái mã cổ phiếu cho anh chị tham gia được nha anh chị. Rồi ha, thì tại sao thị trường lại hồi mạnh? Đi vào cái lý do thứ nhất. Trước khi mà chúng ta đi vào lý do thứ nhất, anh chị thấy được là phiên ngày hôm nay mặc dù nó xanh điểm nha, nhưng mà giao dịch của chúng ta thanh khoản nó tụt mất tiêu. Đây là một trong số những cái công việc và những cái dấu hiệu anh chị nên lưu ý. Sau những cái pha giảm điểm mạnh, thị trường nó sẽ có những cái lúc mà nó tụt mất thanh khoản. Thì những cái giai đoạn mà tụt mất thanh khoản như vậy, sau đó một vài phiên sẽ có những cái nhịp hồi rất là tốt. Ví dụ, anh em mình nhìn thấy này, sau những nhịp rơi rất mạnh ha, thị trường nó tụt thanh khoản đúng không? Anh em mình thấy thanh khoản hôm nay gần như là nó rất là thấp luôn. Thị trường nó tụt thanh khoản đúng không? Và nó sẽ có những nhịp bật hồi tăng lên về vùng cân bằng. Thị trường tụt thanh khoản đúng không? Và sau đó những cái nhịp bật lên. Ha, tụt thanh khoản nè, xong rồi sau đó nó lại bật lên. Có nghĩa là trong giai đoạn mà thị trường đánh sideways và nó swing như thế này này, những cái lúc mà nó bán mạnh xong nó tụt thanh khoản và sau đó nó sẽ có những nhịp hồi. Đó, thì chúng ta sẽ không chết vào những cái nhịp mà nó giảm như thế này đâu, chúng ta sẽ chết vào những cái nhịp mà nó hồi lên. Bởi vì nó mới vừa chớm hồi á, anh chị sẽ không đo được. Nếu như không dùng phân tích kỹ thuật và không có bộ công cụ nó sớm nó nhảy á, sẽ không đo được, và chờ nó chạy lên rồi anh chị mới mua. Thì khi mà mua vào á, nó lại lưỡng chững ở bên trên nữa, sau đó nó sẽ điều chỉnh nha. Thì bây giờ lần này nó cũng không khác gì cả, nó cũng đang có những dấu hiệu nó tụt thanh khoản. Vậy thì 1-2 phiên thôi, sau đó nó sẽ có những nhịp nó bật hồi, thậm chí nhịp này nó có khả năng nó hồi lên về 1270 luôn cơ. Nhịp này nếu như target của em là 1270 nha, nó sẽ có khả năng nó hồi về 1270 cho anh em. Thì liệu nó có tới được hay không? Khi mà nó bật tăng trong 1-2 phiên tới chúng ta sẽ đo được. Chúng ta sẽ đo được coi cái target nó tới đâu. Trước mắt ngắn hạn chúng ta thấy được đây là một cái vùng hỗ trợ nó tương đối quan trọng nha. Thì cái yếu tố mà anh chị thấy được đầu tiên là chúng ta nói về cái biến động trong giai đoạn vừa qua ha, dựa trên cái hình thức bề nổi của VN Index nha. Rồi chúng ta đi qua cái yếu tố thứ hai. Cái yếu tố thứ hai là yếu tố về mặt các nhóm ngành. Thì tại sao thị trường nó vẫn có thể tăng được? Anh em mình nhìn thấy được thị trường trong phiên giao dịch chiều ngày hôm nay á, nó đang kéo lên tương đối tốt ha, lập tức nó quay lại nó giảm. Đó là do đâu? Đó là nhóm ngân hàng. Anh em mình check qua nhóm ngân hàng. Cái hay của thị trường là hôm nay nó không cho lên, và mình thấy được nó hơi bất ngờ là lúc phiên sáng nó không đạp ngân hàng, mà ngay phiên sáng nó lại kéo ngân hàng. Anh em mình nhìn thấy sáng sớm á, nó lại thấy có Techcombank, MBB, ACB, mấy cổ phiếu mà mình đang theo dõi nó lại xanh. Tuy nhiên là tới phiên chiều nó quay lại đạp. Vậy thì nếu như mà sáng ngày hôm nay á, nó đạp sẵn đi, xong rồi chiều nó kéo là câu chuyện khác, đúng không? Sáng ngày hôm nay nó lại đứng xanh để chiều ngày hôm nay nó đạp. Vậy thì họ sẽ để cho chúng ta tới ngày mai. Có nghĩa là tạo lập của chúng ta rất là hay ha. Họ biết được là ngày mai chính là cái ngày bầu cử của Mỹ. Có thể là tâm lý của mọi người sẽ rất là e dè vào ngày mai. Thì nếu như mà họ kéo ngày hôm nay luôn là mọi người kéo lên tương đối là mạnh, đúng không? Là mọi người cũng sẽ vào tiền, thì khi đó họ sẽ không mua được cái giá thấp và họ không ép anh chị bán ra được. Nhưng nếu như ngày hôm nay họ đánh như kiểu như thế này thì đa số mọi người đã bán, và mình thấy cũng đa số một số người bán. Team mình là không bán nha. Team mình là phiên hôm nay là thậm chí là giữ không bán ha. Và thậm chí có mua thêm nữa cơ. MSB này, VRE này, Phát Đạt này, FTS thì hôm qua rồi không nói ha. Nói chung là nhịp ngày hôm qua với hôm nay là mua chứ không có bán nha. Thì phiên ngày mai liệu thị trường có hồi được hay không đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng? Thì nhóm cổ phiếu ngân hàng phiên ngày mai khả năng nó hồi lên rất cao, bởi vì chiều ngày hôm nay nó đã thay thế cho cái việc của sáng ngày hôm nay rồi. Có nghĩa là chiều ngày hôm nay nó đạp xuống nha, chiều ngày hôm nay đạp xuống để về đúng chạm ngay vùng hỗ trợ. Thì chúng ta thấy được này, nhóm ngân hàng nó đang đạp về đúng cái vùng hỗ trợ. Thì việc của nhóm ngân hàng là ngày mai nó có khả năng nó sẽ hồi lên. Lý do nha, đây nha chị, chú ý nha. Tại sao em lại vẽ cái vùng này? Đây là cái vùng neckline. Tuy nhiên cái vùng neckline này á, nó sẽ rất khó để nó xuyên thủng qua một phiên. Có thể nếu như xuyên thủng qua thì nó phải rất xấu. Có nghĩa là những cái hỗ trợ của... Tại vì sao ngân hàng nó hồi? Bởi vì các nhóm cổ phiếu ngân hàng bây giờ đang về cái vùng hỗ trợ nha, nó đang đều về vùng hỗ trợ hết. Nếu như có biến động xấu mang tính chất là vĩ mô, hoặc là biến động xấu trên toàn thế giới mà nó cắm xuống luôn, có nghĩa là những cái mốc hỗ trợ nó đều phá gãy hết, thì sau đó nó sẽ rơi xuống rất mạnh. Anh chị nhìn thấy này, chúng ta ví dụ nha, CTG chiều nay bị bán ngược đúng không? Về ngay đúng 35. Về hỗ trợ 35 nha. Nếu như có nhúng hơn nữa thì ngày mai nó cũng chỉ về 34.8, 34.9 vậy thôi. Rồi chúng ta tới BIDV. Về lại sát tới 47.4, đúng không? Ngày hỗ trợ. Rồi chúng ta có Vietcombank. Chúng ta thì Vietcombank thì nhìn như thế này thôi, anh chị cũng thấy được là không phải là ngay hỗ trợ, tuy nhiên là cái vùng hỗ trợ, vùng mây dưới đây nó rất dày. Để gọi là rơi sâu rồi rất khó. Rồi chúng ta qua các cổ phiếu ACB ngay hỗ trợ. Đúng chưa? MBB cũng lanh quanh ngay hỗ trợ. Đúng không? Rồi Techcom để chưa rơi về cái vùng mình muốn ha. Techcom nếu mà rơi mà muốn là về sát 23 cơ, có thể là 23 cho tới 23.2 anh em mở mua được ngày mai. Ngày mai nếu như mà Techcombank buổi sáng nó nhúng một chút xíu nữa đi, 23 chắc khó bắt á, chúng ta bắt 23.2. 2.2 khả năng sẽ có. Rồi STB thì không nói ra. STB là câu chuyện là chúng ta không có điểm vào ha, nó đang cứ nằm cái lên bên trên. MSB cũng quanh hỗ trợ 18, 17 gì đó, loanh quanh ở đây. Thì yếu tố mà nhóm ngân hàng của chúng ta nó đang ở vùng hỗ trợ, đa số đều nó giảm về vùng hỗ trợ rồi. Vậy thì nếu như ngày mai nha chị, thị trường của chúng ta nó có một cú hích của nhóm ngân hàng, vì về hết vùng hỗ trợ đều hết trong chiều ngày hôm nay rồi, mà ngày mai nó kéo lên được, thì nhóm cổ phiếu ngân hàng của chúng ta sẽ đẩy cho thị trường chúng ta tăng điểm tương đối tốt. Lý do tại sao? Chúng ta để ý đến cổ phiếu Vinhome và VIX cũng như VRE. Thì ngày mai á, các cổ phiếu này đều có khả năng tăng hết nha, ba cổ phiếu này đều có khả năng tăng hết. Thì cộng thêm việc là nhóm cổ phiếu của nhà anh Vượng cũng đang có xu hướng nó hồi phục đều. Vậy thì cả nhóm cổ phiếu ngân hàng và nhóm cổ phiếu của nhà anh Vượng nếu như đồng pha hồi chung một nhịp thì nó sẽ hồi rất là tốt về mặt điểm số cho thị trường. Cộng với lại việc ví dụ cổ phiếu Vinhome mà nó tăng, nó sẽ kéo thêm dòng bất động sản. Cổ phiếu ngân hàng mà tăng nó sẽ kéo toàn bộ chỉ số. Cổ phiếu VRE tăng nó sẽ kéo cho chúng ta nhóm bán lẻ ha. Và cổ phiếu VIX nó tăng thì anh em mình hay kêu là VIX là báo đấy, nhưng mà VIX sẽ không tăng mạnh đâu. VIX nếu như có nó cũng sẽ tăng về cái vùng mà coi như anh em kêu là cái điểm hồi phục của nó. Ví dụ như cứ loanh quanh cái vùng giá 42.5. Thì bây giờ 41.3 về 42.5 thì tầm khoảng 1-2% thôi. Không có vấn đề gì quá lớn, khách sạn nó mở ra rồi. Đây là những cái yếu tố về phân tích kỹ thuật của các nhóm ngành. Cái yếu tố quan sát đầu tiên là em nói là bề nổi của sự thay đổi về volume, đúng không? Về chỉ số VN Index. Và một yếu tố nữa, đây là yếu tố phụ thôi. Tuy nhiên là yếu tố này là yếu tố nó mang tính chất là trong giai đoạn quá khứ nó thường nó sẽ có những cái biến động giống như vậy. Thì anh em mình nhìn qua khung đồ thị H1 chúng ta thấy được nó đang có một cái bộ nến mà ngày hôm nay anh em mình rất là lưỡng lự, bởi vì bộ nến này nó chưa có tín hiệu nó bứt lên ha. Khi mà chúng ta thấy được lúc mà 1 giờ này nó đang kéo lên tương đối tốt, mà chỉ cần đến sau 2 giờ nó bứt phá lên được trên 1250 thôi là chúng ta sẽ xác nhận được đây là bộ nến tạo đáy để nó đi về 1255, thậm chí là xuyên khe đi lên đây. Tuy nhiên là sau đó nó bị bán ngược lại. Đó là từ nhóm ngân hàng, anh em biết rồi đúng không? Và chúng ta thấy được cái nến của kết phiên nó cũng vẫn đang nằm lên quanh 1245, 1247, 1245, 1246. Vậy thì cái vùng này là vùng gì? Vùng này là đang là một cái vùng mà nó đang cố gắng nó tái tích lũy lại để nó làm cho nhà đầu tư cảm giác rất là chán. Ai muốn bán người ta sẽ bán ở đây khi mà nó kéo lên, kéo xuống, kéo lên, kéo xuống. Chúng ta phải nhìn thấy được là hỗ trợ của chúng ta đang ở đâu. Hỗ trợ của chúng ta cái vùng này đang là một cái hỗ trợ rất là khỏe nha chị, rất là khỏe, bởi vì đây là lần đầu tiên nó về. Rất khỏe nha. Em hay vẽ đây không phải là một cái vòng cung mà nó là hai cái vòng cung. Nên đâm ra hỗ trợ này là hỗ trợ rất khỏe. Cho dù nó có nhúng xuống nó cũng sẽ cố gắng nó tạo cho anh chị những cái nhịp nó rút chân lên thôi. Nên cái vấn đề của chúng ta về đây là cái vùng mà chúng ta phải mua. Nếu như anh chị nhà đầu tư còn sức mua mà tài khoản của chúng ta đang bị lỗ, chúng ta hãy cứ tập trung vào cổ phiếu của anh chị đang có sẵn để chúng ta gỡ lại cái phần đó. Anh chị phải tập trung khi mà thị trường nó đỏ cứ mua vào. Bởi vì hàng chúng ta có sẵn, chúng ta không có lo sợ bằng những người ta mới mua. Những cái người mà người ta mua mới người ta lo sợ T2+5. Nhưng mà bây giờ cái vấn đề T2+5 không phải là cái vấn đề nữa, khi mà đa số anh em nhà đầu tư nhịp vừa qua đã có hàng về rồi. Ví dụ như hôm qua mua thì ngày mai hàng sẽ về. Ví dụ hôm qua anh em mua Vinhome, hôm qua Digiworld thì ngày mai hàng nó về. Hôm nay ví dụ anh em mua VRE thì ngày mai nếu về nó kéo thì ok, chúng ta cũng sẽ có một cái lợi thế về T ha. Rồi nếu như ngày mai thị trường của chúng ta nó tiếp tục có một cái cú nó đè xuống thì sao? Đè xuống không phải là không có cơ sở, nó sẽ có khả năng nó đè vào đầu phiên sáng ngày mai. Nếu như thị trường của chúng ta mở cửa từ thị trường tài chính thế giới nó có áp lực giảm đỏ ha. Thì anh em mình thấy đây là một cái vùng mây nó dày trong khung 15 phút đúng không? Khung 15 phút này nó tồn tại tầm khoảng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tiếng. 9 nến. 9 nến là khoảng hơn 1 tiếng rưỡi, bởi vì 2 tiếng chứ. 4 nến là 1 tiếng. Thì 9 nến là hơn 2 tiếng. Có nghĩa là qua cuối buổi sáng của ngày mai thì nó sẽ đi qua được cái vùng mây này. Vậy thì trong quá trình buổi sáng á, khi mà nó tiếp cận tới vùng mây này thì nó sẽ có hơi hướng như thế nào? Để tích cực á, thì chúng ta phải thấy được là ngày mai nó nên có áp lực nó lại đè ép bán tiếp. Có nghĩa là nhóm cổ phiếu ngân hàng nó phải giảm thêm một tí nữa để cho các cổ phiếu nó về lại vùng hỗ trợ chính xác luôn. Sau đó sẽ rút chân lên và các cổ phiếu nó sẽ đồng pha, nó hồi đều. Anh em mình thấy được khi mà nó có trạng thái mà nó về những cái vùng mây như thế này này, nó phải cần có một cái áp lực nó bán xuống đây để nó rủ. Nha, khi mà nó rủ như vậy thì chúng ta phải nhìn tới câu chuyện là nó tích cực chứ đừng tới nghĩ câu chuyện nó tiêu cực. Bởi vì khi mà nó rủ mà nó phá cái đáy 1243 nha anh em, nó sẽ tạo cho chúng ta một cái phân kỳ nha, rủ về đây nha, với điều kiện là nó rút lên đây nó sẽ hình thành được một cái phân kỳ nha. Còn rủ về đây mà nó lao xuống dưới luôn thì cái đó tính sau ha. Nhưng mà trước mắt chúng ta thấy được index nó giảm về cái vùng thấp nhất nhưng cổ phiếu của anh chị nó vẫn tăng. Có nghĩa là anh em mình thấy nè, chỉ số nó giảm nhưng mà cổ phiếu của chúng ta tăng. Ví dụ như FTS, MBB chẳng hạn, ví dụ như Vinhome chẳng hạn, giảm về càng sâu nhưng cổ phiếu chúng ta càng tăng. Có nghĩa lực cầu nó đã vào rồi, lực cầu của các cổ phiếu chúng ta đã vào rồi, bây giờ chỉ cần chỉ số nó hồi phục thôi là các cổ phiếu chúng ta nó sẽ chạy lên đều nha. Nên một cái nhịp mà nó ép xuống vào phiên sáng ngày mai là nó sẽ có khả năng nó rút chân lên và nó sẽ đi xuyên cái khe này lên. Thì đây mới là cái của mình đang chờ nha, đây mới là cái của mình đang chờ, chứ đừng có ngày mai tự nhiên nó mở gác, nó nhảy, nó kéo lên như đây vù 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 như đây luôn thì không tốt đâu. Nếu mà nó kéo vù 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 như đây luôn là sau đó tầm khoảng tiếng 2 tiếng thôi là bắt đầu lại có lực ép bán lại, và cái vùng khe mây này sẽ là một cái vùng rất nguy hiểm, có thể nó sẽ lọt và nó rơi luôn. Nên nếu ngày mai buổi sáng mà nó ép đỏ cho anh chị sẽ là rất tích cực cho cả tuần lễ luôn. Và anh em mình sẽ có những cái vùng mua rất thích hợp. Còn nếu mà ngày mai mở cửa nó kéo xanh lên trên đây, xong rồi tới mở cửa nhảy gáp, ví dụ đi ha, nhảy gáp, nhảy kéo tăng lên trên đây, xong bắt đầu nó lại rơi xuống, nó giảm, nó không đâu vào đâu hết nha anh chị. Cái vùng mây này sẽ là cái vùng mà chúng ta sẽ đo được coi ý đồ của tạo lập sẽ như thế nào, đè gom sau đó rút chân lên hay là ngày mai người ta sẽ kéo bật lên để sau đó xả. Thì nhìn trên hiện tại thì chúng ta vẫn thấy được là hơi hướng của họ là họ sẽ tiếp tục họ đè nha. Bởi vì nếu như mà họ muốn kéo tăng á, là những nhịp như này là họ đã kéo luôn rồi, họ kéo lên đây luôn rồi, xong mà họ giữ tái tích lũy đi ngang xong rồi rơi nha. Còn bây giờ họ đang cố gắng họ cứ kéo lên xong rồi đạp xuống, kéo lên xong rồi đạp xuống, ngày mai kéo nhẹ lên xong lại đạp xuống. Thì chỉ cần những cái nhịp như này nó làm tầm 3 lần thôi anh chị, ói hàng ra trơn là bắt đầu họ sẽ kéo lên, và nhịp sau họ sẽ kéo lên rất mạnh, và chúng ta sẽ không có hàng để đua, mà thậm chí vừa bán ra không dám mua lại nha. Nên nhịp này như cái thumbnail là chúng ta cần phải coi ai liền ai, phải thật gồng cho thật mạnh. Như thế này này, anh chị đừng có sợ là thị trường nó sẽ không cho chúng ta bán hàng. Thị trường á, đối với cái thị trường á, nếu như mà nó có giảm mà nó gọi có những nhịp bán tháo á, anh chị cũng vẫn sẽ ra được, chậm tê lắm cũng sẽ ra được. Bởi vì nếu mà có một cái nhịp bán tháo xảy ra, tất cả các hỗ trợ trong thị trường trên phân tích kỹ thuật về index cũng như là các cái mã cổ phiếu, các nhóm ngành nó phải gãy hoàn toàn cơ. Thì khi đó nó mới có một nhịp giảm mạnh. Thì khi mà bắt đầu nó gãy nhiều rồi, anh chị sẽ thấy được nhịp bán tháo, khi đó anh chị sẽ chủ động ra được ha. Mình ví dụ đi, SSI nó sẽ là chỉ báo cho nhóm chứng khoán đúng không? Trước mắt SSI nó còn cái hỗ trợ giao găm 26, phía dưới là 257, nó còn chưa chạm về, thì cái việc mà nó bị bán tháo thủng 257 nó rơi xuống đây luôn là chuyện rất là khó. Nếu như có nó phải test một nhịp xong rồi nó kéo lên, xong rồi nhịp sau nó rơi, nó sẽ rơi thủng luôn cả 257 nha. Ví dụ một SSI. Bên ngân hàng thì chúng ta có mã cổ phiếu mà ví dụ BIDV đi. BIDV nó còn chưa thủng được 47. Thì hiện tại BIDV nó vẫn đang ok, chưa có vấn đề gì hết, khách sạn vẫn đang mở ra. Có nghĩa là hai kiếm mà nó đang tách ra thì cái việc mà nó giảm sâu á, rất khó. Nó giảm xuống nó cũng sẽ có nhịp rút chân lên nha. Rồi chúng ta có ví dụ như con Techcombank đi. Techcombank nó còn chưa về được giá 23, MB nó còn chưa về được giá 24. Đúng không? Đây là những cái vùng hỗ trợ, đây là những cái vùng hỗ trợ rất mạnh, có nghĩa là nó mà về cầu nó vào thì khả năng thị trường nó chưa có gãy sập mạnh được đâu. Nó mà về sẽ có cầu lên ngay, nên chúng ta nhịp này chúng ta phải tranh thủ nha, nhịp này chúng ta cần phải tranh thủ. Khi mà thị trường của chúng ta nó về những cái vùng hỗ trợ tốt như thế này thì chúng ta cần có nhịp đánh nhanh. Rồi anh em kêu là nhìn trên khung tuần nó xấu rồi, em cũng nói khung tuần nó tương đối rủi ro rồi, thì đúng. Khung tuần nó tương đối rủi ro, tuy nhiên là hiện tại đây là lần đầu tiên nó về hỗ trợ tuần, cả về khung ngày, cả về tuần và cả về tháng, nên cái việc mà nó bật hỗ trợ tuần lên là chuyện rất là bình thường. Nó có thể bật hỗ trợ tuần lên đây nè, xong rồi sau đó nó mới rơi cơ nha. Có nghĩa là cái rủi ro này nó tồn tại trong bao lâu? Rủi ro này nó tồn tại trong vòng 4 tuần lễ nữa, không tính tuần này nha, còn 4 tuần lễ nữa nó mới có thể xảy ra cái rủi ro nó về 1.200. Thì trong quá trình từ đây cho tới 4 tuần nữa, lỡ tuần này nó rút chân lên, tuần sau nó hồi tiếp lên 70, xong rồi tuần sau nữa nó dùng dằn nó đỏ, trong tuần tới nữa nó mới sập thì sao? Là chuyện bình thường đúng không? Khi mà hai kiếm của khung tuần nó đang còn rộng ra như thế này nè anh chị, thì nó sẽ có hơi hướng nó hồi về nha. Hai kiếm của khung tuần hay khung ngày mà nó tách rộng ra, nó sẽ có hơi hướng nó dao động trong đó. Khi mà tới cuối cái biên độ nó mới rơi. Bây giờ anh em mình coi cuối biên độ nha, 1, 2, 3 tuần nữa chứ mấy. Chúng ta nói là nguy hiểm nó xảy ra 4 tuần nữa đúng không? 3 tuần nữa là hết cái biên độ sideways của hai kiếm rồi, thì biết đâu được cái tuần cuối cùng nó rơi thì sao? Tuần cuối cùng có thể là cuối tháng 11 này hoặc đầu tháng 12 nó rơi thì sao? Có nghĩa là từ đây cho tới đây là chúng ta cần phải cảnh giác, đúng không? Tuy nhiên đây là lần đầu tiên nó về thì chúng ta không cần phải cảnh giác. Lần đầu tiên nó về nó sẽ có những cái nhịp nó hồi phục đều cho anh em. Bởi vì nếu như mà lần đầu tiên nó về mà nó rơi đó, nó sẽ kéo lên, nó cũng sẽ mạnh, nó cũng không có rơi sâu được. Nên anh em phải chú ý là cái tuần này là tuần đầu tiên chúng ta phải tranh thủ để nếu như mà nó có chăng nó kéo về cho anh em được 1270 hoặc loanh quanh 1265, chúng ta vẫn có thể có những cái nhịp chúng ta chốt lại ngắn hạn chúng ta ra. Có nghĩa là nhịp này anh em cứ đánh tiếp tục cái câu chuyện là sideways, biên trên biên dưới, về biên dưới rồi chúng ta đánh lên biên trên chúng ta tỉa ra nha. Biên trên bây giờ là không còn phải là ở trên đây đâu, biên trên bây giờ có thể là chỉ ở trên đây thôi. Bởi vì chúng ta đang thấy được là anh em thấy được là ba cái nến nó giảm rất là mạnh ha, thì chúng ta sẽ có một cái nến hồi phục. Thì cái nến tiếp theo trong tuần sau á, thì sẽ là một cái nến anh em có thể chốt lãi được. Nên trong tuần này anh em cứ đi shopping thoải mái đi nha, nhiều cổ phiếu cứ đi shopping thoải mái đi. Các cổ phiếu ngân hàng còn chưa về hỗ trợ mạnh nữa mà nha anh chị ha. Đó là một trong số những cái yếu tố là chúng ta. Rồi anh em kêu là bây giờ nó hồi lên đây rồi xong đó nó sập thì sập được không? Chúng ta dùng từ sập thì nó hơi nghe nó hơi đau to búa lớn quá. Thị trường nó sẽ có những cái nhịp nó điều chỉnh mạnh nếu như mà nó quay về lại nó đánh gãy cái vùng dưới đây nha. Nếu như nó quay về lại đánh gãy vùng dưới đây thì nó sẽ có những nhịp điều chỉnh rất là mạnh đó. Bởi vì khi đó những cái hỗ trợ mà nhịp này chúng ta bắt á, nhịp sau mà nó quay lại á, là nó sẽ đa số là nó sẽ gãy nha. Trước mắt là mình nói gì thì nói thôi, với đánh nhịp này nhịp ngắn hạn thôi. Những cái giai đoạn như thế này chúng ta nên đánh ngắn hạn thôi, chúng ta nên đánh tầm khoảng 1 cho tới 2 tuần thôi là chúng ta đi ra. Những cái cổ phiếu nào mà anh em thấy được, ví dụ như chúng ta có thể đầu tư dài hạn được, trong video này em sẽ giới thiệu ha. Thứ nhất đó là Vinhome. Vinhome việc ngày mai nó đỡ cho thị trường để nó kéo tăng lên là chuyện rất hiển nhiên có thể xảy ra. Anh em mà chưa mua Vinhome thì có thể đã mua rồi mà, chuyện là bình thường. Chuyện rất là bình thường luôn. Hoặc anh em muốn xác nhận thì chờ nó vượt 42.2 anh em mua vào. Tại sao 42.2? Có cái đầu nến trên đây đúng không? Anh em sợ ở đây đúng không? Và chúng ta thấy được là cái cản của chúng ta cũng lanh quanh vùng 42.2. Thì chờ nó vượt 42.2 anh em vào. Nhưng mà vượt 42.2 rồi lên 44 còn 2 giá. Nhưng bây giờ đang lanh quanh giá 41 rồi nè, anh em mua anh lợi được 3 giá. Đó, tùy anh em thôi. Đây là cái yếu tố mà mình đã đo rồi nha. Rồi cái yếu tố thứ hai, cổ phiếu GVR. Hôm nay anh Phát cũng đã ra một cái thông tin GVR nó tạo được cái phân kỳ đúng không? Tạo được phân kỳ tạo đáy. Thì GVR khi mà tạo được cái phân kỳ tạo đáy RSI trên đây, chỉ báo dòng tiền tăng lên thì có khả năng anh Phát đang đo là có thể nó về được cái biên trên đây. Thực ra là đo tới về tới 37. Nha. Nhưng mà trước mắt là anh em mình thấy cái chặng đường nó lên đây cũng tương đối là gian nan. Tuy nhiên chúng ta không đánh cái mã này một trong hai ngày. Mà anh em mình phải đánh cái mã này ít nhất là đánh không phải cả hơn tuần hoặc tới 2 tuần. Có nghĩa là như nãy mình đo ít nhất là tuần này và đầu tuần sau. Nếu mà nó kéo lên được tới 37 thì hơi ngon nha. Tại vì nếu mà về tới 37 là nó về tới đỉnh cũ cơ. Anh qua đỉnh cũ này nè. Nó sẽ kéo xuyên qua được cái mây mỏng lên đỉnh cũ này nè. Đó. Đó, cái đó là cho anh em cân nhắc ha. Trước mắt là sẽ có GVR và Vinhome. Một mã nữa mà mã mình tương đối tâm đắc và khả năng rất cao nó cũng sẽ có những cái form giống y chang như những cái mã này, thì ngày mã đó sáng ngày mai trên livestream thì sẽ có trong danh mục cổ phiếu đáng chú ý hàng ngày ha, có thể là ngày mai vẫn có thể mở mua được luôn, tại vì phiên sáng ngày mai nó mới xác nhận, chỉ cần phiên sáng ngày mai nó có tín hiệu thôi là chúng ta chắc chắn là sẽ có lãi nha chị. Còn cái việc mà lãi nhiều hay ít thì phải đợi hàng về mới biết được ha, chỉ là mua mà nó chạy kéo tăng được 4-5% thôi là hàng về chúng ta yên tâm rồi đúng không? Rồi đó là một số những cái góc nhìn cho anh em nhà đầu tư mà chúng ta đang có những cái tâm thế là không biết thị trường nó có giảm mạnh hay không, thị trường nó liệu nó an toàn hay chưa. Thì vấn đề của chúng ta như thế này này, anh chị đang lo sợ là thôi bây giờ để sau bầu cử đi, rồi chúng ta ví dụ như nó tăng mạnh thì đua cũng được, thực sự là như vậy cũng được, sau bầu cử đi coi thị trường của thế giới nó phản ứng như thế nào thì chúng ta đánh theo cái hướng đó ha. Thì anh chị nhớ này, đợt trước khi mà tới cái giai đoạn mà Fed nó giảm lãi suất lần đầu tiên á, ai cũng lo. Xong rồi sau đó Fed nó ra câu chuyện giảm lãi suất không, cái ngày hôm đó nó diễn biến rất là bình thường, thị trường nó cũng rất là bình thường, không có gì hết. Xong ngày hôm sau là Fed nó giảm đúng không, Fed điều chỉnh, thị trường chúng ta cũng điều chỉnh. Rồi bây giờ nếu như thị trường Mỹ mà nó giảm mạnh đi, anh ví dụ như vậy đi, thì thị trường của chúng ta như thế nào ha? Nếu như thị trường Mỹ mà nó giảm mạnh trong phiên tuần này, và đặc biệt là anh em thấy được là cuối cái tuần này vào ngày thứ Sáu này Fed cũng ra thông tin là nó cắt giảm lãi suất 0.25% ha, là 25 điểm á, thì thị trường chúng ta sẽ như thế nào? Có thể nha chị, bây giờ nếu như phiên ngày mai mà nó đánh nó kéo lên thì nó sẽ xác nhận cho anh em được một cái phân kỳ trong ngắn hạn. Thì khi đó nếu như mà nó có giảm á, thì nó cũng giảm xuống mà rút chân. Chỉ sợ là ngày mai thị trường nó không lên được mà nó quay xuống nó đạp luôn á, thì nó sẽ kéo thêm một cái dạng tâm lý nữa là nếu như mà thế giới nó có biến động xấu á, thì nó gãy luôn hỗ trợ và nó khó lên, và đây nó sẽ thành cái vùng cản luôn. Đó. Thì cái yếu tố mà cân nhắc của anh chị là có hay không? Có chứ, vẫn phải có chứ. Tuy nhiên là trong ngắn hạn mình thấy được là rất là nhiều yếu tố nó ủng hộ cho một cái đà nó hồi phục. Thứ nhất đó là nhóm chứng khoán, thứ hai nhóm Vin, và thứ ba là nhóm cổ phiếu ngân hàng. Đa số các nhóm cổ phiếu ngân hàng nó đều ngay hỗ trợ hết. Ngày mai mà bất thình lình nó xấu một cái á, là hàng của chúng ta chỉ cần tung ra chạy thôi nha. Ngày mai mà nó xấu một cái là tung ra chạy. Khi mà các cổ phiếu ngân hàng nó gãy hỗ trợ hết là tung chạy. Tại vì sao? Nhóm ngân hàng ngày mai mà nó gãy có phải là xuyên cái này không? Nếu mà ngày mai nó xấu phải xuyên này không? Xuyên cái này là tung chạy nha. Nên cái yếu tố mà mua hàng hôm thứ Sáu ngày mai về, hoặc là chị mua hàng ngày hôm nay mà thị trường chúng ta kéo lên là có lãi rồi, hoặc là ví dụ như chậm lắm mà chúng ta không kịp á, thì những cái dịp mà nó rơi xong nó hồi lên chúng ta vẫn ra kịp nha. Hôm nay thì chúng ta mua thêm VRE. Nếu như VRE ngày mai nó kéo lên được cho chúng ta tầm khoảng được giá, vượt qua được giá 15.3 thôi là hàng chắc chắn về, chúng ta sẽ có lãi. Những cái cổ phiếu mà nó mang tính chất là nó ép bán xong nó rũ bỏ, anh chị để ý nè, những cổ phiếu mà rũ bỏ nó sẽ có những cái trạng thái là nó đánh xuống rất là mạnh, xong sau đó nó nổ vôn ha, ép xuống nổ vôn. Đó, những cái cổ phiếu như này là mình đánh rất là thích, xong sau đó nhịp ngày sau rút chân. Đó, những cổ phiếu như này thì chúng ta sẽ tham gia, chúng ta bắt. Đây là nói về VRE, Digiworld với Vinhome thì hôm qua rồi, ngày mai là hàng về hết rồi. Hôm nay như là nãy gì VRE với lại Đạt ha. Đó. Rồi đây là những cái cổ phiếu mà chúng ta có thể là đánh bình thường, không có vấn đề gì cả nha. Chúng ta coi thử coi phiên giao dịch ngày mai thì chúng ta sẽ có những cái biến động tốt hay không ha. Thì nói chứ mình vẫn thấy được là hỗ trợ của chúng ta vẫn còn đang rất là tốt. Nếu mà tệ lắm nha, nếu mà tệ lắm á, thì nó cũng sẽ giảm về cho chúng ta tới 1236 là hết cỡ, trong sau đó lại rút chân. Tại vì sao? Các cổ phiếu ngân hàng nó còn một cái đoạn rơi nữa nha, nên đâm ra nó về đó nó cũng sẽ rút chân lên. Rồi anh em mình nhìn thấy bên khung tháng á, 1236 chính là cái Techcombank tháng. Đây 1236 ha, Techcombank tháng. nó có tương đối là nhiều những cái vùng hỗ trợ của các mã cổ phiếu về. Tuy nhiên là khi mà đa số các cổ phiếu mà nó về hỗ trợ rồi á, nó sẽ có một cái nhịp bật đều ha. Nhưng mà cái nhịp bật đều này sau khi nó bật lên một cái vùng cân bằng tầm 2 cho tới 3 phiên mà nó không tiếp tục tái tích lũy để nó bật tăng lên tiếp, thì khi mà nó quay ngược về nó giảm á, thì khi đó thị trường chúng ta sẽ quay lại giảm và nó sập luôn, nó sẽ giảm luôn. Thì bây giờ anh em mình coi đi, rất có thể là khi hai kiếm nó đang rộng ra như thế này nè, nó không giảm mạnh được đâu. Nhưng mà qua tới đầu tuần sau á, anh em mình nhìn thấy nè, thứ tư nè, thứ năm nè, thứ sáu nè, thứ hai nè, bắt đầu thứ ba tuần sau nè, thứ tư tuần sau nè, thứ năm tuần sau nè, khi mà hai kiếm bắt đầu nó sát lại với nhau rồi, thì khi đó sẽ là một cái rủi ro tương đối là lớn nếu như thị trường chúng ta nó rơi nha anh em ha, chú ý nha. Đó, bây giờ trong tuần này thì yên tâm, trong tuần này chắc không có vấn đề gì quá đáng kể đâu. Thị trường để gọi là hồi mạnh luôn á thì em nghĩ là cũng khó, nhưng mà để hồi để cho anh em có lãi 5-7% là cũng không phải là khó, sẽ có khả năng nha. Mục tiêu là có thể là sẽ hồi được quanh 1260 cho tới vùng 1265. Đó là cái kỳ vọng. Còn đó là cái mục tiêu, còn cái sự kỳ vọng nó sẽ xa hơn, kỳ vọng nó sẽ tới 1270. Nghĩa là đánh về cái biên dưới quanh 1245 và nó đây kéo lên biên trên 1270. Nó sẽ đánh trong cái giai đoạn cái sideways này, trong cái hộp này. Khi mà cái hộp trên này nó gãy rồi, thì nó sẽ đánh cái hộp dưới. Được chưa? Đó, đây là cái mà mình đang kỳ vọng. Trên đây là gãy rồi đúng không? Bật tích lũy xong bật tăng trong cái hộp này, bắt đầu rơi rồi. Rơi rồi thì bây giờ chúng ta còn cái biên độ cái hộp dưới này. Đánh ngay đi về hộp dưới này sẽ bật lên hộp trên, xong rồi sau đó hộp dưới rơi luôn thì không biết, còn xuyên lên thì có chuyện khác. Đó, trước mắt là chúng ta về cái biên dưới đã. Nha, rồi bây giờ anh em mình nghỉ thôi. Ngày mai mình tính nha. Trước mắt là hàng họ gì cái đó vào cái đống rồi bây giờ. Đây ha, nhắc lại, video này dành cho những người đang cầm hàng, những người cần oxy, những người nhà đầu tư đang cần một cái niềm tin về mặt kỹ thuật, về mặt phân tích, về những cái yếu tố. Thứ nhất là dòng tiền, thứ hai là cổ phiếu, thứ ba là nhóm ngành, đều phân tích cho anh chị hết nha. Chứ không phải là chúng ta nói cơ sở gọi là khơi về mặt tâm linh. Nó sẽ tăng, không phải tăng yếu tố nào, hồi phục yếu tố nào, tăng tới đâu, hồi phục tới đâu. Thì chúng ta đã phân tích với nhau rất rõ ràng rồi ha. Anh chị không tin đi. Nếu như ngày mai thôi, thị trường chúng ta ngày mai mà nó kéo nó vượt lên vùng 255, nó phá 1255 một cái thôi là ai cũng nghĩ tới 270 hết. Đảm bảo luôn. Ngày mai mà nó hồi nó kéo lên một cái nến xanh, nó kéo lên vượt 1255 thôi. Anh em kêu ui cái này nó phủ nhận là cái giảm rồi, phủ nhận này rồi, tạo đáy đây rồi, lên 70 chắc chắn luôn. Chỉ cần ngày mai nó kéo vượt 1255 thôi là thị trường chúng ta sẽ có kỳ vọng tới 70 nha. Thì người ta kỳ vọng 70, chúng ta cũng kỳ vọng 70, tuy nhiên là mục tiêu tới 265 nha, 65 là chúng ta coi làm câu chuyện mang tiền về. Còn cái việc mà nó tiếp tục sau đó cho tính sau. Bây giờ anh em mình đo ra được là trước mắt là sẽ cái hộp này nó gãy rồi, chúng ta đánh về biên dưới. Và cái tín hiệu bên bộ chỉ báo của em đo cái vùng hồi phục của chúng ta đang tốt. Tính tới hết chiều ngày hôm nay là nó bắt đầu nó đang có những cái sự hồi phục đang tốt. Mặc dù anh em mình thấy được là giảm mạnh, cái này nó không ăn thua, nhưng mà nó đang tốt. Bởi vì nó đo về mặt cổ phiếu, nó đo về mặt cái giá trị thấp nhất của cổ phiếu và nó đo về mặt chỉ số của thị trường nữa. Thì hiện tại nó đang cho chúng ta những cái dấu hiệu hồi phục tốt. Chỉ cần chúng ta thấy được cái sáng ngày mai á, nó tiếp tục có những dấu hiệu nó hồi phục tốt thôi, thì chiều ngày mai sẽ hồi rất là mạnh nha anh em, chiều ngày mai sẽ hồi rất là mạnh. Còn nếu mà ngày mai nó xấu á, chúng ta sẽ thấy rất rõ ràng luôn. Ngày mai nó xấu là anh em thấy ngân hàng sẽ giảm 1-2% hết, các mã cổ phiếu chứng khoán nó giảm đều tiếp, và tất cả các nhóm này ví dụ như Vinhome hay là VIX này kia nó đều cắm đầu, nó giảm gãy hỗ trợ hết. Từ khi đó chúng ta sẽ thấy được rất rõ. Tuy nhiên là ngày mai giữ được hoặc là tiếp tục kéo tăng lên tiếp, ngân hàng hồi phục lên tiếp, thì chiều ngày mai sẽ hồi phục rất tốt nha. Hy vọng ngày mai sẽ là một ngày hồi phục tốt cho thị trường của chúng ta để chúng ta chào đón tân tổng thống mới. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo ha. Chúc anh chị ngủ ngon và uống ngon miệng cùng gia đình nha. Nói chung là thị trường như này mặc dù nó hơi chán, hơi khó đoán thật, nó hơi thanh khoản nó tụt mà, nhưng mà nãy giờ những cái yếu tố mà em phân tích cho anh chị rồi ha, những lúc mà thanh khoản tụt như thế này thì đó sẽ là những cái cơ hội tương đối lớn cho chúng ta có những nhịp hồi phục sắp tới ha. Chờ nó hồi phục nó kéo lên đi, thanh khoản chưa có là tại sao người ta chừng chừ ở ngoài, người ta không dám mua, bán không dám bán, mua không dám mua, thì chúng ta cứ mua vào ha. Khi nào mà nó kéo lên người ta mua vào, tranh nhau mua vào, chúng ta bán ra, bởi vì thị trường sideways nó sẽ như vậy ha. Thị trường sideways nó sẽ đạp xuống chúng ta mua vào, kéo lên chúng ta bán ra, chứ đừng có thấy đạp xuống chúng ta lôi bán ha, kéo lên chúng ta lại đi mua vào nhá. Rồi bye bye, hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo ha. Anh em nếu như thích góc nhìn hoặc là nếu như đồng pha hoặc nếu như thấy video có hữu ích thì có thể là để một lượt like ha. Yêu mến hơn thì mở một cái tài khoản tại SSI chuyển ngay đi về, chúng ta sẽ join vào cái room để chúng ta cùng nhận định thị trường và chúng ta cùng ra những tín hiệu mua bán sao cho nó hợp lý nhất nha. ID của em là 2762 ha, mở tài khoản chuyển ngay đi, có thể liên hệ qua số điện thoại là 0915215247 để chúng ta có thể đồng hành với nhau trong những giai đoạn sắp tới nha. Bye bye, hẹn gặp lại, see you.